Nam mô Đà Phật. Kính đại Phật đảnh cố cánh cương cố và mộng nhân Như Lai về chư Bồ Tát bàn hạnh tu hành chăn liêu nếu vị xấu. Bây giờ quen tham Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ phát chén chậm chân của Phật và thưa với Phật rằng con nhớ tới sư vô số hoàng thời sẽ kiếp lên thời Đức Phật xuất hiện hiệu lễ quen tham Bồ Tát Đức Đức Phật kêu con thành cơ với đạo tâm. Đức Phật kia đây dạy cho con về chánh định về sự tu hành lắng nghe và tư duy trước tiên con xin chịu thứ nhất vào trong để về dòng thánh về như vậy âm thanh bên ngoài sẽ tư phong. Một khi sự lắng nghe hướng vào trong và âm thanh bên ngoài đây là những cái hai tướng tiếng động yên tĩnh để hoàn toàn chẳng sanh về khi dòng nhập tâm tiếng như thế những gì con nghe về sự nhận biết những gì đã nghe được chấm dứt. Một khi sự lắng nghe chấm dứt thì không còn gì để trụ nương sự nhận biết về và cũng nhận biết được trở thành đóng không. Khi làm cho Phật đóng không đạt đến viên mãn lực độ thì sự đóng không đó về những gì đóng không đều tan biến khi sinh diệt diệt rồi thì diệt sẽ hiện tiền. Hốt hai con như hốt hai con siêu việt thế gian về xuất thế gian mọi thứ được chứa tròn mọi thứ được chiếu sáng tròn đầy và con được hai điều thù thắng. Một, tâm con thăng lên học với bổn giác diệu tâm con thăng lên học với bổn giác diệu tâm ở ở trong chư Phật như là ở trong chư Phật ở trong chư Phật về lên xuất từ bi của con đồng nhất với chư Phật Như Lai. Hai, tâm con hệ xuống đồng nhất với hai tâm con hệ xuống đồng nhất với hợp nhất với chúng sanh trong sáu đường ở khắp mười phương. Con có thể cảm nhận nỗi ô bi với ước nguyện của chúng sanh giống như mình. Thưa Thế Tôn, gia đệ cúng dường quan thế anh về nhờ sự hồng ân của Như Lai kia để truyền thọ cho con kim cang chánh định như hiển quê sự tu hành lắng nghe về tư duy trước nên xuất từ bi của con đồng nhất với chư Phật Như Lai. Gia đã con có thể hiện ra 32 đứng thân để vào các mức độ. Một, dạy sự cá nhân vị Bồ Tát vào chánh định tu hành tăng tiến về được vô lậu vậy nếu họ muốn chứng thắng vậy hiện tiền viên mãn con sẽ hiện ra thân Phật mình thức pháp mẹ chỉ dân họ đến giải thoát. Hai, dạy sự cá nhân vị thuộc hàng hỗ hợp nào có tâm từ tâm diệu minh nếu họ muốn chứng đắc thắng dự hiện tiền viên mãn con sẽ hiện ra thân đập giác mình thức pháp về chỉ dân họ đến giải thoát. B, là dạy sự có những vị thuộc hàng hữu hợp nào để được độ để độ trừ 12 duyên khởi để độ trừ 12 duyên khởi do nhân duyên để độ trừ nên được tánh thù thắng nếu họ muốn chứng thắng dự hiện tiền viên mãn con sẽ hiện ra thân duyên giác mà thức phép và chỉ dân họ đến giải thoát. 4, dạy sự có những vị dạy sự có những vị thuộc hàng hữu hợp nào để được tâm không khế hợp với bốn thánh tế đem tu tập đạo tịch diệt nếu họ muốn chứng đắc thắng tánh hiện tiền viên mãn con sẽ hiện ra thân dương con sẽ hiện ra thân thanh văn mà thuyết pháp về chỉ dẫn họ đến giải thoát. 5, dạy sự có những chúng sanh nào để hiểu rõ lòng tham muốn để hiểu rõ lòng tham muốn và không còn vướng mắc ái dục của hồng trần và muốn thân được thanh tịnh con sẽ hiện ra thân Phạm Vương mà thuyết pháp và chỉ dẫn họ đến giải thoát. 6, dạy sự có những chúng sanh nào muốn làm chủ thiên đế thống lãnh chư thiên con sẽ hiện ra thân năng thiên đế mà thuyết pháp và kiến họ thành tựu. 6 dạy sự có những chúng sanh nào muốn thân được được dạy sự có những chúng sanh dạy sự có những chúng sanh nào muốn thân được tự muốn thân 7, dạy sự có những chúng sanh nào muốn thân được tự tại du hành khắp hư không nếu họ muốn chứng đắc thắng con sẽ hiện ra thân nếu họ con sẽ hiện ra thân thân tự tại thiên mà thuyết pháp về khiến họ thành tựu. 8, dạy sự có những chúng sanh nào muốn dạy sự có những chúng sanh nào muốn thân được tự tại phi hành khắp hư không con sẽ hiện ra thân đại tự tại thiên để thuyết pháp về kiến họ thành tựu. 9, dạy sự có những chúng sanh nào muốn thống lãnh cứu hộ quốc thổ con sẽ hiện ra thân thiên đại tướng vương và thuyết pháp về kiến họ thành tựu. 10 dạy sử có những chúng sanh nào muốn làm thống lãnh nhân gian để cứu để bảo vệ chúng sanh con sẽ hiện ra thân của một trong bốn vị thiên vương mẹ thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 11, dạy sử có những chúng sanh nào thích sanh về cung để sai khiến quỷ thần con sẽ hiện ra thân thái tử của một trong bốn vị thiên vương mà thuyết pháp và kiến hạ thành tựu. 12, dạy sự có những chúng sanh nào thích làm vua nhân gian con sẽ hiện ra thân vua mà thuyết pháp và kiến hạ thành tựu. 13, dạy sự có những chúng sanh nào thích làm chủ dòng tộc để người đời kính nể con sẽ hiện ra thân trung dạy mà thuyết pháp và kiến hạ thành tựu. 14, dạy sự có những chúng sanh nào thích làm luận văn chương sống đời trong sạch con sẽ hiện ra thân cư sĩ mà thuyết pháp và kiến hạ thành tựu. 15, dạy sự có những chúng sanh nào thích làm chủ quốc gia quyết định sự việc của tỉnh huyện con sẽ hiện ra thân tại quan mà thuyết pháp và kiến hạ thành tựu.
16 giờ sẽ có những chúng sanh nào 16 giờ sẽ có những 16 giờ sẽ có những chúng sanh nào thích toán học và những kỹ thuật khác, con sẽ hiện ra thân phạm chiến là thuyết pháp và kiến tạo thành tựu. 17 giờ sẽ có người nam nào thích học trở thành bích xu, con sẽ với thọ trì các giới luật, con sẽ hiện ra thân bích xu mà thuyết pháp và kiến tạo thành tựu. 18 giờ sẽ có người nữ nào thích học trở thành bích xu ni, con sẽ với thọ trì các giới cấm, con sẽ hiện ra thân bích xu ni mà thuyết pháp và kiến tạo thành tựu. 19 giờ sẽ có người nam nào thích giữ năm giới, con sẽ hiện ra thân tâm tính nam mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 20 vậy sẽ có người nữ nào thích giữ năm giới, con sẽ hiện ra thân tánh thanh tính nữ mẹ thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 21 vậy sẽ có những người nữ nào thích là quản lý hậu cung, thích quản lý hậu cung chuyên môn của gia tộc, con sẽ hiện ra thân vương hậu công nương đại phu nhân mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 22 vậy sẽ có những bé trai nào muốn giữ thân đồng tự vĩnh viễn, con con sẽ hiện ra thân đồng nam mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 22 vậy sẽ có những bé gái nào muốn giữ thân trinh vĩnh viễn không muốn xâm phạm, con sẽ hiện ra thân đồng nữ mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 23 24 vậy sẽ có những các vị sư cấp vị trời nào muốn thoát khỏi cảnh trời, con sẽ hiện ra thân trời mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 25 vậy sẽ có những vị trọng nào muốn thoát khỏi lời rằng, con sẽ hiện ra thân đồng mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 26 vậy sẽ có vị tuyệt tập hai vậy sẽ có vị tuyệt tập nào muốn thoát khỏi lời vị tuyệt tập, con sẽ hiện ra thân vị tuyệt tập mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 27 vậy sẽ có những chúng sanh nào muốn thoát khỏi lời dễ sợ cái tầm hương thân muốn thoát khỏi lời tầm hương thân, con sẽ hiện ra thân tầm hương thân mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 28 dễ sợ có những 28 dễ sợ có dạ 28 dễ sợ có dễ sợ có phi nhân này muốn thoát khỏi lời phi nhân, con sẽ hiện ra thân phi nhân mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 29 dễ sợ có những chút dễ sợ có đạm dạ đạm mễ xà này muốn thoát khỏi lời đạm mễ xà, con sẽ hiện ra thân đạm mễ xà mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 31 dạy sửa có những chúng 31 dạy sửa có những dạy sửa có những chúng sanh nào yêu thích làm người vẫn yêu thích làm người, con sẽ hiện ra con người mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. 32 dạy sửa có những phi nhân nào có tướng hay không tướng, có tưởng hay vô tưởng, muốn thoát khỏi là phi nhân, con sẽ hiện ra thông phi nhân mà thuyết pháp về kiến hòa thành tựu. Đây là 32 ứng thông vi diệu thanh tịnh để được cái phúc độ, tất cả đều là năng lực vi diệu, tất cả đều là năng lực vi diệu của chánh định với sự tu hành lắng nghe về tu duy được tự tại, được thành tựu tự tại. Thưa Thức Tôn, lại với năng lực vi diệu của tác của kim thiên chánh định với sự tu hành lắng nghe về tư duy, thưa Thế Tôn, lại với năng lực vi diệu vô tác của kim cang chánh định về sự tu hành lắng nghe về tư duy, cho nên con có thể cảm nhận nỗi ô bê về ước nguyện chúng sanh trong sáu đường bê đời mười phương. Cho nên sự kết hợp giữa thân và tâm cũng có thể làm cho được các kẻ chúng sanh được công đức của mùa bốn là vô ý. Một, do con nghe theo âm thanh nhưng đó là con có thể quan sát âm thanh của người đang bên trong, nên con có thể nghe được âm thanh của chúng sanh đang khổ nẻo khắp mười phương, nên khiến họ liền được giải thoát. Hai là do con đã soi gương và phục hồi tri kiến của mình, vậy sự có những chúng sanh về với mình lớn con có thể làm cho được chẳng thể cháy họ. Ba, vậy sự do con đã soi gương và phục hồi tánh thấy nghe của mình, vậy sự có những chúng sanh nào rơi vào hay sẽ có những chúng sanh là bị nước cuốn trôi, con thể có thể làm cho nước cả thể nhấn chìm họ. 4. Do con đã đồng từ phòng tưởng, do con đã đồng từ phòng tưởng và không có tâm giết hại, cho nên giả sử có những chúng sanh nào rơi nước vào của quỷ, con có thể làm cho quỷ chẳng phải hại họ. 5. Là do con đã đồng từ phòng tưởng, 5. Là do con đã đồng từ phòng tưởng, đồng từ phòng tưởng và do con 5. Là do con đã hợp do con đã thành thụ hợp nhất với căn nghi và tánh giác của nghi sáu căn hộ quyện, trở thành đồng nhất căn nghi, cho nên những chúng sanh nào sắp bị hại, con có thể làm cha đê của người tấn công đã bị gãy thần hồn và binh khí của kỳ đá như chiếm vào nước hoặc cũng như gió thổi vào tánh không dao động của ánh sáng. 6 là do tánh nghi của con sống ước với dụng minh tinh duyên nên nó chiếu sáng khắp phép giới nên phá tan mọi đêm tối, phá tan đêm tối mọi nơi u ám. Cho nên có những chúng sanh nào, cho dù có những chúng sanh nào ở phần cạnh quỷ tuyệt tật, quỷ uống hình, quỷ uống sờ, quỷ hút tinh khí, thì mắt của chúng không nhìn thấy. 8. 7 là do tánh của âm thanh để tiêu diệt hoàn toàn, nên khi con chuyển lắng nghe vào trong, nên con liệt trần cấu và có thể làm cho các triệu chúng sanh đang bị gom cùng trường xích và không bị nó trói buộc. 8 là do âm thanh tiêu diệt hoàn toàn và sự lắng nghe viên mãn, giải sử với những chúng... nên sức thừa bơi của con biến khắp và cho
Tần suất đột biến của con biến khác và có thể các chúng ta đang đi quay đường nguy hiểm sẽ không bị giật cướp bóc. Chính là do căn nguyên của con hợp nhất với tánh nhất của nghi nên lìa tròn cấu, nên con lìa tròn cấu và sắp tới trạng thái chứ không có thể làm cho cả chúng ta nhiều lòng dâm dục rồi xe thêm dục. Mười là do âm thanh của con thuần nhất rỗng không, chẳng chút còn cấu lên căn về cảnh nguyên dung, không có gì đối đãi hoặc cái gì đối đãi con có thể làm cho tất cả chúng sanh sân hận liệt khỏi sân hận. Mười một gia trần cảnh tiêu vong đều trên thành viên nguyên minh pháp giới, cùng thân tâm của con tự như lưu ly trong suốt và không ngăn ngại con có thể làm cho tất cả chúng sanh với căn tánh ngu động, với tâm bất thiện vĩnh viễn đi si ám. 13 là 12 là do hình sắc trung hòa, 12 là do hình sắc trung hòa trở về tánh giác của nghi con nhận thể rời được tràng mà có thể về thế gian, và có thể về thế gian mà không hủy hội tướng không hủy hội tướng thế giới. Con có thể cúng dường một tương lai nhiều như với chồng, về có những chúng sanh nào không có con cái, con có thể làm cho họ sanh một bé trai với tướng mạo sanh một bé trai với phước đức trí tuệ. 13 gia sáu căn viên thông với nhau đồng nhất chứa trở thành chiếu trùng gia sáu căn viên thông với nhau đồng nhất chứa trong khắp pháp giới. Con có trong mười phương về tâm của con trở thành một tấm gương tròn to lớn phản chiếu tánh không của Như Lai tạng. Con phụng sự mười phương Như Lai về lãnh thọ pháp môn bí mật chư Phật mà chẳng hề quên mất những chúng sanh nào không có con khác ở khắp pháp giới. Mong có một bé gái, con có thể làm cho họ sinh một bé gái với tướng mạo đoan trang, tính nết nhu hòa, đầy đủ phước đức và mọi người thương mến. 14 cho ở tam đại thiên ở tam điện thiên đại thiên thế giới có 1 tỷ mặt trăng và mặt trời có một với các vị pháp vương tử, bằng số lượng của số các 62 song hàng hiện đang trụ ở thế gian để thu hành Phật pháp, về làm mô hồ cha hàng trời người, giáo huấn chúng sanh các ngài, tùy thuận chúng sanh với trí tuệ phương tiện của mình, và mỗi vị đều chẳng giống nhau, cho con để tu tập chứng nguyên thông, quê căn bổn vi diệu, cho nên tăng tâm con phép huy nhiệm màu như cánh cửa. Bây giờ thân tâm của con trở thành vi diệu, bao trùm vạn vật về trùm khắp pháp giới. Vì vậy các những chúng sanh nào thọ trì danh hiệu của con có thể làm cho họ phước đức như thọ trì danh hiệu của các pháp vương tử, số lượng bằng số các của 62 sông hàng và phước đức của hai người ấy bằng nhau không khác. Thưa Thế Tôn, do sự tu tập của con đã đến nguyên thông phiên thông, cho nên phước đức danh hiệu con bằng phước đức của danh hiệu kia không chút sai khác, và như thế cũng có thể làm cho tất cả chúng sanh được công đức từ đại lực của 14 lần vô ý. Thưa Thế Tôn, do con chứng đắc nguyên thông về tu tập đạo vô thượng như thế, con khiếu là có thể đạt được bổn diệu đức chẳng nghĩ bàn của Bồ Tát. Một do con giác ngộ vi diệu trong vi diệu ở nơi tâm lắng nghe, khi sự lắng nghe hồi nguyện với tâm duyên của con, thì sự lắng nghe của con đối với ta, đối với thấy người nếm chạm và biết trở thành công phân biệt với nhau, toàn bộ sáu công năng viên trở thành đồng nhất, trở thành hợp nhất với một bài tính giác thanh tịnh, cho nên con có thể hiện ra nhiều loại thân hình viên diệu và có thể thương biết thần chú bí mật hiện ra với ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, mười một đầu, và như vậy cho đến 100 đi 8 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu, 2 cánh, 4.000 đầu đang kêu cố bắt hộ, đang kêu cố bắt hội, hiện ra với 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 19 tay, 20, 18 tay, 24 tay, và như vậy cho đến 100 đi 8 tay, 1.000 tay.
tay, 10.000 tay hay 84.000 tay đang mắc ấn trong những bàn tay của con. Họ có 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt và như vậy cho 9 mắt và 1 mắt. 9 mắt, 1 mắt và như vậy cho đến 100 điểm, 8 mắt, 1.000 mắt, 10.000 mắt. 10.000 mắt, 10.000 mắt hay 84.000 mắt của Thanh Tịnh Báu họ hiện ra với từ vi uy nghiêm định tuệ. Con trong những thần hình đó con có thể hiện ra những thần hình để cứu chúng sanh và khiến họ được tự tại. Hai là do sự tu tập của lắng nghe về tư duy, con thoát khỏi xấu tròn họ quý như âm thanh bị bức tường làm chướng ngại, nhưng giờ này con không còn bị xấu tròn làm chướng ngại nữa. Bởi thế con có năng lực vi diệu và hiện ra nhiều loại thân hình và nhiều loại thần chú, vì những thân hình về thần chú có thể ban được không sợ hãi các chúng sanh, nên các hữu tình ở khắp nguyên tròn quốc độ của con là bậc thuyết vô ý. Ba là do đạt đến viên thông sự tu tập căn bổn vi diệu. Căn tai của con được thanh tịnh. Vì vậy khi du hành với bất kỳ nơi nào, con có thể làm cho tất cả chúng sanh có thể sẽ phải trong mẹ và chẳng tiếp thân mạng của mình để cầu cứu con hãy thương xót họ. Bốn là do chứng ngộ cứu cánh bởi chứng đắc Phật tâm. Con có thể dùng nguyên liệu trong bảo cúng dường như lai, những chúng sanh nào không có vợ sẽ được vợ, những ai không có con cái sẽ được con cái, những ai cầu mong có vợ sẽ được vợ, những ai cầu mong có chánh định sẽ được chánh định, cầu mong trường thọ và như vậy cho đến cầu mong là thực chất sẽ được là thực diệt. Phật hỏi về phương thông từ căn tay của con mà con đắc viên chiếu chánh định. Khi nơi tâm lắng nghe ở nơi cảnh vắng lặng, mẹ được tự tại nhân bởi dòng chảy của bậc giác ngộ. Mẹ con đắc chánh định, đây gọi là phương pháp đệ nhất. Thưa Thế Tôn, thời xưa bên Thế Âm để ngồi khiên con khiếu dùng phép môn này để vào chứng đắc viên thông. Bây giờ ở giữa đại chúng, Đức Phật đọa khỏi ký và đặt tên con và đặt danh hiệu con là Quan Thế, và đặt danh hiệu con là Quan Thế Âm, do con có thể nghe thấu khắp mười phương minh liễu viên dung, cho nên danh hiệu Quan Thế Âm của con cũng được biết khắp trong tất cả thế giới mười phương. Bây giờ trên tòa thư tử, Thế Tôn đồng một lúc phóng ra quang minh báo từ hai chân hai tay, về trên trang ánh sáng nó chiếu đất xe để rớt vào đỉnh đầu của chư Phật Như Lai và với các vị Phật Vương Tử Bồ Tát nhiều như vi tròn trong mười phương. Chư Như Lai cùng một lúc phóng ra quang minh báo được hai chân hai tay về trên trán, những ánh sáng đó chiếu rất xa. Những ánh sáng đó nhiều như vi tròn khắp mười phương để rớt vào đỉnh đầu của Đức Phật cùng đại Bồ Tát về những vị ứng chân, trong pháp hội, khắp rừng cây và ao hồ đều quan pháp âm, các luồng ánh sáng hội về như những dây thơ của lưới giăng báu. Khi đó toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng thấy, tất cả đều đắc kim cang chánh định. Tiếp theo trời mưa hô xin trăm nở với màu xanh vàng đỏ trắng, chúng xin kỹ rơi xuống hư không ở khắp trong mười phương trở thành màu sắc của bảy báu. Sông núi đất đai của thế giới khem nhẫn đồng thời biến mất, duy trì thấy vi trần hợp thành một thế giới về tiếng ca vịnh thanh tịnh tự nhiên trỗi dậy. Bây giờ Như Lai bây giờ
Bây giờ Như Lai bảo giữa các phần phép vương tử ông hãy quan sát những gì vừa nói của 25 vị thánh, bao gồm có chư đại còn bao gồm có chư đại Bồ Tát và các vị về các vị về các vị ứng chân đang đang tu tập đến bậc đang tu tập đến bậc vô học với phương pháp này với phương pháp mà họ bước lên chánh đạo lúc tối sơ. Ai nói rằng phương pháp này đã đạt đến viên thông của đã đạt đến viên thông của mình là đệ nhất. Tuy nhiên phương pháp này để nói ở trước và sau có lúc sai khác, nhưng sự thật là không có cái này là ô việc hay hại việc. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn dạy ngài khánh hỷ đạt nhưng bây giờ ta chỉ muốn nghĩ đạt đến khai ngộ. Như thế phương pháp trong 25 vị thánh nào giúp ông giúp căn cơ của có thể giúp căn cơ của ông về sau khi ta dục độ. Phương pháp nào có thể dẫn chúng sanh của thế giới vào về chư Bồ Tát thừa để cầu đạo vô thượng? Một phương tiện nào giúp có thể giúp họ dễ thành tựu khi đã lãnh thọ thánh chỉ từ bi của Như Lai? Giữa các tôn pháp tử trường chủ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chén chậm chân của Phật rồi nương ý thần của Phật rồi nói kể rằng tánh của biển nhất lán trong viên viên mãn lan trong nhất người nhận biết về cái cảnh hiện ra cái cảnh thành lập bóng nhất băng mà từ mê phong có hư không thế giới thành lập nên hư không vọng tưởng cô đồng thành bất độ do bởi tri nhất các chúng sanh trở về không sanh ra trong đại giác như một mặt hư không sanh ra trong đại giác như một bọt nước nổi trên biển thanh trí vi tròn thế giới về hữu lậu đều nương hư không mà sanh ra. Bột nổ hư không còn chẳng có hệ huống là các cõi bê xe trở về nguồn cõi tánh chẳng hai cánh cửa phương tiện có nhiều lối thanh trí không gì còn chẳng thông thuận nghịch đều là một phương tiện sơ phát vật tam về chánh định người mau kỳ chậm chẳng đồng nhau sắc tướng kết hợp tưởng thành tròn leo tên nếu của chúng nhận phương xuất nếu dùng thứ không minh được làm sao mà dễ chúng liên thông ngôn ngữ kết tập với âm thanh để thành danh từ về câu nghĩa nhưng chúng không bao gồm tất cả làm sao mà dễ chứng minh thông mùi hương và mỗi mọi người biết lượng xem mùi liệu hương xem mọi người vốn không do bởi khu giác chẳng tồn tại làm sao mà dễ chứng minh thông vị nếm chẳng phải bổn giác vị nếm chỉ khi nếm gì do bởi khu và bởi vị giác chẳng tồn tại làm sao mà dễ chứng minh thông cảm nhận xúc chạm chỉ biết khi sờ vào không bỏ xúc chạm làm sao biết tánh rơi về chạm chẳng cố định làm sao mà giải chứng duyên thông. Pháp được gọi là trần ở trong lệ tròn thì tôi phải có chỗ năng quế sở quán chẳng biến cấp làm sao mà giải chứng duyên thông. Mặc dù căn mắt thấy rõ ràng nhưng chỉ thấy trước chẳng thấy sau, bốn hướng một lúc chỉ thấy nữa làm sao mà giải chứng duyên thông. Hít vào thở ra quen lỗ mũi nhưng lúc nghỉ ngơi không hơi thở bởi có giới độ chẳng liên tiếp làm sao mà giải chứng duyên thông. Mùi nếu không có gì lựa chẳng biết nhân bởi vật sanh vị nhân bởi vật sanh vị nhân bởi vật sanh vị chết nhận biết không có gì kế hết vậy làm sao mà giải chúng như thông và xuất bằng chẳng tương đồng cho chúng chẳng phải là nguyên giác quan ranh giới về số lượng chẳng gặp nhau làm sao mà giải chúng như thông. Căn ý tạp loạn với suy tư chẳng như minh lượng mà chẳng thấy ý niệm không thể thoát khỏi tưởng về niệm làm sao mà giải chứng viên thông. Quán thức của mắt còn có ba phần suy xét cảnh bộ của hình tướng tư thế nó vẫn chẳng cố định làm sao mà giải chứng viên thông. Nếu thức của ta biết cùng khắp để sức nhân lớn ở trường trước tâm người mới tu chẳng thể vào làm sao mà giải chứng viên thông. Quán tướng của sống mũi là phương tiện nhằm chỉ nhiếp tâm trụ một chỗ tâm cách không các chỗ trụ khi trụ thành làm sao mà giải chứng minh thông. Thuyết pháp về tiếng của văn từ khai ngộ những ai để thành tựu danh lậu chẳng phải danh danh lậu chẳng phải danh lậu chẳng lên đạo chẳng phải danh lậu chẳng danh danh lậu chẳng lên phải danh lậu chẳng phải danh lậu chẳng phải danh lậu chẳng phải quan làm sao mà giải chứng minh thông. Trì giới duy trì kìm giữ thân phi thân công trụ để kìm giữ vốn chẳng áp dụng cho tất cả làm sao mà giải chứng viên thông. Thần thông dù được xuất nhân có đời trước liên quan gì tất phân biệt pháp ý niệm không thể liệt khỏi vật làm sao mà giải chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của tóc rắn chắc ngăn ngại chẳng xương không hữu tình hữu tình không phải là tánh của thánh làm sao mà giải chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của nước tưởng niệm chẳng phải chân thật nó không phải là chân giác quan làm sao mà giải chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của lửa nhàm dục chân chẳng phải chân nước ly đó không phải là chân vô tịch đó không
đó không phải phương tiện sơ căn làm sao mà dễ chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của nó chịu đồng tính tốt với nhau, cao đối kết với cao đối cao đối cao đối cao đối chẳng phải đạo vô thường, làm sao mà dễ chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của không không mùi hỗn độn tức phi giác vô giác tức khác với thần giác, làm sao mà dễ chứng viên thông. Nếu như quan sát tánh của thức nhân thức không nhân thức chẳng phải nhân thức chẳng phải là thường trụ nên nó cũng ở tâm nên hư vọng, làm sao mà giải chứng viên thông. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là vô thường, tánh niệm bổn nguyên chẳng tánh niệm bổn nguyên có sanh diệt, muốn dùng nhân quả buộc nhân quả, làm sao mà giải chứng viên thông. Căn ý tập là con nay kính cẩn thưa Đức Phật, con nay kính cẩn thưa Đức Phật, con nay kính cẩn thưa Đức Phật, con nay kính cẩn thưa Đức Phật truyền dạy trong truyền dạy trong phép một câu này. Con nay kính cẩn thưa, con nay kính cẩn thưa Đức Phật, nhưng như nguyên tham thầy thích con nay kính cẩn thưa Đức Phật truyền dạy trong phép một câu. Con nay kính cẩn thưa phép Đức Phật, Đức Thầy hiện tại khen nhẫn. Con nay kính cẩn thưa Đức Phật, Đức Thầy hiện tại khen nhẫn. Truyền dạy trong phép ở cõi này thanh tịnh chính là ở lắng nghe. Những ai muốn đắc môn chánh định, chắc chắn lắng nghe dễ vào nhất, liệu khỏi khổ ách thống nhất làm thay giữa pháp bên thế anh. Ở trong số kiếp hàng hệ về số cõi Phật như về số cõi Phật quy tròn, ngài được ngài được thần lực tự tại ban thí bổ cho chúng sanh âm thanh ví như âm thanh như âm thanh ví âm thanh ví âm thanh ví như âm thanh ví như âm thanh ví như tiếng hải âm thanh ví như lậu như tiếng hải triều như tiếng thanh tịnh cứu hộ chúng sanh bình an. Giúp thế gian vượt chứng thường trụ. Con nay thưa với Như Lai rằng như như quan thế âm này thuyết giảng quý như người có tâm tĩnh lặng nghe tiếng trống đến khắp mười phương, đồng thời mười phương nghe rõ ràng, do đó con phải thật uyên dung, mắt chẳng thấy xương vật ngăn ngại, mắt chẳng thấy xương vật ngăn ngại, miệng mũi cũng như thế chẳng miệng mũi như thế chẳng giới hạn, thân còn xúc chạm mới cảm nhận, thân tâm đối không đầu mối. Dù bị thường ngang tiếp vẫn nghe âm thanh, còn xe đường nghe kẻ năm căn khác kia sơ bằng tay, là căn nguyên thông chân thật nhất. Tĩnh động là tánh của âm, tĩnh động là tánh của âm thanh, tay nghe cao tiếng hoặc tĩnh lặng, mặc dù không tiếng lời chẳng nghe, nhưng thật âm thanh chẳng nghe, nhưng thật tánh nghe chẳng gián đoạn. Không tiếng nó cũng không không tiếng nó cũng không bị gì, không tiếng nó cũng không bị diệt, các tiếng nó cũng không khỏi sanh, hoàn toàn vượt khỏi sanh về diệt, nên nó chân thật lại thường hàng. Dù khi ý dừng trong mơ, nhưng tánh nghi chẳng tạm đình, thính giác của ta vượt suy tư, thân tâm của các căn chẳng thể sánh. Nên vì hữu tình khỏi khen nhẫn, con giải thích rõ về lắng nghe, con giải thích rõ về lắng nghe thanh, chúng sanh mê muội tánh của âm thanh, chúng sanh mê muội âm thanh nên nên theo theo chúng sanh mê muội tiếng của âm thanh, nên theo âm thanh theo âm thanh nên được chuyển. Đức Phật cho dù khánh hỷ có trí nhớ dài cũng không thoát khỏi biển rơi niệm tè, khánh hỷ nếu chẳng thiêu vòng nếu chẳng thiêu vòng một dòng ngược dòng, làm sao bị phỏng mê. Đại đức khánh hỷ hãy lắng nghe tôi nương thần của Đức Phật tuyên giải cho ngài về kim cương vương như huyễn, như huyễn chân thật chẳng hủy tàn, nó là chánh định của vị chư Phật. Đức Phật Đức Phật đại đức dùng nghi vi trồng Phật hết thảy vi giữ bí mật môn dục lậu, dục lậu nếu chẳng trừ trước tôi bỏ học quán thành lỗi làm thọ trì môn phép trừ chư Phật. Sao không lắng nghe nghi của mình bảo âm thanh nghe chẳng tự nhiên mà có, nhưng bởi âm thanh có nhưng bởi âm thanh cá danh dự xuân ngược lắng nghe thoát khỏi thanh, vậy năng giải thoát gọi là gì? Chỉ còn một căn quay trở về tất cả sáu căn liền giải thoát, như những gì thấy nghe, những gì thấy nghe như huyễn chi bê cõi như hoa giữa hư không, bê cõi như hoa giữa hư không, bê cõi như hoa, bê cõi như hoa giữa hư không, bê cõi như hoa, bên có nhiều hơn giữa hư không xoay ngược cánh nghe căng, xoay ngược cánh nghe căng vô ngại, các xoay ngược cánh nghe căng vô ngại, trần cảnh tiêu vong trường hương tĩnh, thanh tịnh thục
cùng sẽ thanh tịnh tột cùng sẽ thông suốt, thanh tịnh tột cùng, thanh tịnh tột cùng sẽ thông suốt với sáng mọi việc trên thế gian. Thanh tịnh tột cùng sẽ thông suốt tịnh diệt chứa pháp pháp thế giới. Tỉnh quan sát mọi việc trên thế gian tựa như những việc trong mơ. Metange nữ cũng ở trong mơ, phải ai có thể bắt giữ ông? Như nhẹ múa rối ở thế gian, như nhẹ múa rối ở thế gian khiếu làm hiện hóa hình nam nữ, mặc dù thấy chúng như chữ nhưng phải kéo dây để dao động. Khi cơ quan ngừng lắng nghe, các huyễn thấy chi trở thành một chất điện, các huyễn trở thành một tánh. Sáu căn chúng ta cũng như vậy, chúng vốn là một tinh nguyên minh, rồi được phân thành sáu chức năng. Chỉ còn một căn dừng nghỉ quay chuẩn về, tất cả sáu căn viên công năng trận cấu thiêu niệm đều tiêu tan. Chuyển nguyên minh tịnh thành nhiệm màu, ai còn trần leo hoặc ai hữu tộc cũng tức như lai. Đại đức khánh hỷ về đại chúng, hãy chuyển cơ quan nghi điên đảo, khi ngược xây ngược lắng nghi nghi tự tánh, khi tánh đạt đến đạo vô thượng. Như thế mới là trong nguyên thông. Đây là cánh cửa mẹ chư Phật. Đây là cánh cửa mẹ chư Phật. Nhiều như viên tròn đến tịch diệt. Chư Phật Như Lai ở quá khứ thuộc đã tu pháp hôm nay được thành tựu, hiện tại vô lượng cho Bồ Tát mọi vị cũng là viên minh tịnh. Những ai tu hành ở vị lai hãy nên theo y pháp như thế. Quay phương pháp này còn ôm đại chứng, chẳng riêng gì một mình Quan Thế Âm thành tựu như Phật như Thế Tôn. Phật hỏi con về phương tiện có thể cứu hộ chúng thành thần đạo pháp, những vị pháp tâm địa thế giới dễ dàng thành tựu đạo tịch diệt. Nói là Quan Âm để tối thượng tất cả các phương tiện tu tập khác đều còn thiên thần của Phật giúp tỉnh ngộ thế sự sẽ trần leo. Với phương pháp tu tập bậc thường, căn lành sau cạn đồng trước pháp. Con nay đảnh lễ với Phật Pháp Tạng, những vị vô lậu chẳng nghĩ bàn, chúng sanh tương lai nguyện gia bởi với phương pháp này không hồi nghi. Đây là phương tiện dễ thành tựu, rất hợp để dạy khánh hỷ cùng chúng đồng luân thân mật pháp. Chỉ còn tu tập căn tay này viên thông siêu vượt những môn khác, đó là con đường đến chân tâm. Khi đại đức khánh hỷ về đại chúng nghi khai thị sâu xa thân tâm của họ an nhiên minh liễu quan sát giác ngộ về đại tịch diệt của Phật, họ ví như người phải đi làm xe vì công việc. Mặc dù chưa trở về nhưng người ấy nhớ rất rõ con đường trở về nhà của mình. Toàn thể đại chúng trong pháp hội về Thiên Long Bát Bộ. Những vị hữu học đều nhị thừa cùng số pháp tâm về bộ số pháp tâm về Bồ Tát. Bằng số lượng như số cát của sông Hàn. Sau khi họ nghe xong những bài kệ, Bích Xu tánh trở thành bậc ứng cho vô lượng chúng sanh, phép tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Mấy giờ ngài tánh hủy ở giữa đại chúng, chỉnh y phục và chắp tay đảnh lễ. Ngài vừa buồn vừa vui khi thấy dấu vết tâm mình rõ ràng. Vì muốn cho các kẻ chúng sanh ở vị lại, ngài cúi đầu về thưa với Phật rằng: Thưa Đại Bi Thế Tôn, con bây giờ đã hiểu pháp môn để thành Phật. Ở trong phương pháp này con có thể tu hành mà chẳng hề hội nghi. Con thường nghe Như Lai nói rằng Bồ Tát phát tâm độ người trước khi tự mình quay bên bờ kia, còn Như Lai tự mình giác ngộ viên mãn giác ngộ về có thể hiện thọ về có thể hiện ra ở thế gian và để giác ngộ kỳ khác. Tuy vẫn chưa quay bên bờ kia nhưng con nguyện độ hết thảy chúng sanh ở về thời mạt pháp. Thưa Thế Tôn,
những chúng sanh ở thầy ấy dần dần xa cách Phật, còn thầy sư giảng pháp nhiều như sông Hàn. Vậy sợ có những chúng sanh muốn nhiếp tâm mình, muốn nhiếp tâm mình vào chánh định, họ làm sao muốn nhiếp tâm mình vào chánh định, họ làm sao an lạc đạo tràng, lời xe những việc cũ ma về đạo tâm không khó chuyển. Lúc bấy giờ Thế Tôn ở giữa đại chúng mà khen ngợi tôn giảng khánh hỷ, làm thay ông đã hỏi ta làm sao an lập đạo tràng, cứu hộ chúng sanh chìm đắm trong thời mạt pháp. Ông nay hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Đại đức khánh hỷ về đại chúng đáp rằng: dạ vâng, chúng con xin y giáo phụng. Phật bảo ngài khánh hỷ, khi ta tuyên giảng luật tạng, ông thường như ta nói về tổ quyết định đến sự tu hành, đó là muốn nhiếp tâm thì phải trì giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Đây gọi là ba môn học vô lậu. Này khánh hỷ, vì sao ta gọi nhiếp tâm là để trì giới. Các chúng sanh ở sáu đường trong tất cả thế giới mà chẳng khởi tâm dâm dục thì họ sẽ không chuyển theo vòng quanh thì họ sẽ không chuyển theo thì họ sẽ không thì họ sẽ không chuyển theo thì họ sẽ không chuyển theo không chuyển theo vòng sanh tử tương tục. Ông vào chánh định tu hành để ra khỏi trần lao, nhưng nếu không trừ tâm dâm thì ông chẳng thể ra khỏi. Cho dù người đó có thông minh tài trí thường vào thiền định, nhưng nếu không đoạn trừ dâm dục thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh của ma. Hàng thượng phẩm sẽ là ma vương, hàng trung phẩm sẽ là ma hàng thượng phẩm sẽ là ma vương hàng thượng phẩm sẽ là hàng thượng phẩm sẽ là ma sẽ là mê dân, hàng hải phẩm sẽ là mê nữ. Chúng mê kia cũng có đồ luyện và ai nấy đều cho rằng mình đã đắc đạo thật đạo, ai nấy đều đắc mình đạo vô thượng, đã đạt đạo vô thượng sau khi ta dục độ trong thời mạt pháp. Những chúng sẽ xuất hiện đầy đầy chúng mê dân này ở thế gian. Chúng làm toàn điều dâm dục nương thọ để vị thiện tri thức, chúng cho thiết chúng khiến cho các hữu tình rơi xuống đại kiến tình rơi xuống là cái người nói về họ, khiến họ không giác ngộ, khiến họ lạc mất con đường giác ngộ. Cho nên khi ông dạy người tu hành và chánh định, trước tiên hãy dạy họ đoạn trừ dâm dục. Đây là giáo huấn minh bạch, quyết định thứ nhất về thanh tịnh mà chư Thế Tôn ở quá khứ để dạy. Cho nên khánh hỷ những ai vào thiền định, nếu không trợ động trừ dâm dục thì tự như nấu cát đá mà mong nó biến thành cơm. Cho dù trải qua trăm ngàn kiếp thì vẫn chỉ là cát và đá mà thôi. Vì sao thế? Bởi nó không chẳng phải là gạo mà chỉ là cát và đá. Nếu không cầu quẹ chịu quẻ của Phật, thân tâm vẫn còn dâm dục thì được chút hoan ngộ vi diệu, nhưng sự hiểu biết nó đều là từ gốc của dâm dục. Nếu căn bản của sự hiểu biết là dâm dục thì ông sẽ luân chuyển trong ba đường tội ác và chắc chắn sẽ không ra khỏi thế thì làm sao ông tìm được con đường tu đạo đạt tu chứng đạt tịch diệt của Như Lai? Ông phải đoạn trừ khởi dâm dục từ thân cho đến tâm và cho đến suy nghĩ cũng diệt đoạn trừ nốt. Như thế mới giác ngộ. Mưu thế thì đối với sự giác ngộ của Phật mới có hy vọng. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nơi nó khác đây chính là mê thuyết. Nếu các chúng sanh ở sáu đường trong tất cả thế giới mà nếu chẳng khởi tâm mà chẳng khởi tâm xét hại thì họ sẽ
chuyển theo vòng thì họ sẽ chuyển theo vòng sanh tử tương tộc ông vào chánh định tu hành để ra khỏi trần lao. Nhưng nếu tâm sát chưa trừ thì ông nhưng nếu tâm sát chưa trừ nhưng nếu tâm sát chưa trừ thì nhưng nếu tâm sát nhưng nếu tâm sát chưa trừ thì ông chẳng thể ra khỏi thì ông chẳng thì ông chẳng thể ra thì ông chẳng thể ra khỏi cho dù người đó có thông minh tài trí thiền định và thiền định nhưng nếu dứt chấp không trừ sẽ rơi vào cõi giới của quỷ thần. Hàng thượng phẩm sẽ là quỷ lục đại lục quỷ vương, hàng trung phẩm sẽ làm quỷ tuyệt tật bay trên không hoặc thủ lãnh của các lợi hoặc làm thủ lãnh của các lợi quỷ. Hàng hạ phẩm sẽ làm quỷ đi trên đất, quỷ hung dữ đi trên đất. Những quỷ thần kia cũng có đồ đạo và anh ấy đều cho rằng mình đã thành đạo vô thượng. Sau khi thay đổi sẽ xuất hiện đầy rẫy chúng quỷ thần này ở thế gian. Chúng bảo rằng ăn thịt sẽ không trở con đường giác ngộ. Ta cho phép các vị sư ăn năm loại tình nhục, những loại thịt đó đều do thần lực của ta biến hóa. Chúng vốn chẳng có mạng căn. Vì lòng đại bi của những vị tu hành chánh định phải sống ở nơi đầm lầy ẩm ướt, nơi cát đá hoặc nơi cát đá rau cỏ chẳng thể sinh trưởng, ta dùng thần lực gia hộ dễ định gọi chú cõi đó là thịt để cho các ông có mùi vị, như thế sau khi Như Lai nhập độ. Làm sao những ai ăn thịt mà có thể gọi là đệ tử của năng nhân ư? Các ông phải biết rằng những kẻ ăn thịt dù được hai ngộ trong tu hành chánh định nhưng kẻ đó đều là vị của chúa bạo ác. Chúng đều là vị của chúa bạo ác. Sau khi hết đế thân chắc chắn sẽ chìm đắm trong biển của ve thống khổ sanh tử. Nhưng kỹ đó không phải là đệ tử của Phật. Những kỹ đó sẽ tàn sát và ăn nuốt lẫn nhau. Vậy làm sao những kỹ đó có thể gọi là ba cõi chứ? Cho nên khi ông dạy người tu hành chánh định thì hãy dạy họ độn trừ giết hại. Đó là giáo bối minh bạch quyết định thứ nhì về thanh tịnh mà chư Thế Tôn ở quá khứ để dạy. Cho nên khánh hệ những ai tu hành thường định mà nếu không từ bỏ giết hại thì có người bịt tai mình lại rồi hô ta và mong người khác chẳng thể nghe. Đây là chứng cứ rành rành để muốn đây gọi là muốn chi chứng cứ rành rành. Khi đi trên con đường nhỏ, chư Bồ Tát và những vị và các vị bích su thanh tịnh không nhắm chân lên cỏ, hướng nữa là lấy tay nhổ. Làm sao gọi là từ bi mà có thể ăn thịt uống máu của chúng sanh chứ? Nếu các vị bích su không mặc đồ lụa phương đông cũng dù đó là thô hay mịn, cũng như không mang giày da áo lông cồn và những sản phẩm làm bằng lông chim của quốc gia này, cũng như không sử dụng sữa đặc
bơ tinh chế. Các vị bích xuân này đã thoát khỏi thế gian. Khi đại trải nở xong, đến thời lực trước sẽ không luân hồi trong ba cõi này, sẽ không luân hồi trong ba cõi này. Bởi sao thế bởi à, vì sao thế bởi họ đã sử dụng một phần hữu tình nào đó thì con sẽ có nhân duyên với chúng. Thì sẽ có nhân duyên với chúng. Họ quý như con người ăn trăm loại hạt xanh tử từ đó, nên cho của họ chẳng thể liệt khỏi đất. Những người không ăn thịt họ không mang đồ vật từ làm từ thân thể của chúng sanh. Họ cho đến thân, cho đến son và tâm, suy nghĩ cũng không nghĩ đến ăn mặc những động vật làm từ những thứ làm từ động vật. Ta sẽ ứng chứng cho người ấy sẽ giải thoát định. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác nữa chính là mê thuyết. Lại nữa khánh hỷ, nếu các chúng sanh ở sáu đường trong tất cả, nếu các chúng sanh ở sáu đường trong tất cả thế giới mà chẳng phát tâm trộm cắp, thì họ sẽ không chuyển theo vòng sanh tử thường tục ông về chánh định tu hành để ra khỏi trần đau. Nhưng nếu tâm trộm cắp chưa trừ thì ông sẽ không thì ông chẳng thể ra khỏi trần lao thì ông chẳng thể ra khỏi cho dù người đó có thông minh tài trí hiện tượng vào thiền định. Nhưng nếu không đoạn trừ trộm cắp thì sẽ rơi vào yêu tà. Hàng thượng phẩm sẽ làm yêu tinh hút tinh khí. Hàng trung phẩm sẽ làm quỷ mê quỷ quái. Hàng hạ phẩm sẽ làm người bị nghe quỷ nhập. Chúng yêu tà kia cũng có đồ đạo, và ai nói được cho rằng mình đã thành đạo vô thượng. Sau khi thêm đồng đồ trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy đẩy chúng yêu tà này ở thế gian. Chúng làm toàn điều gian dối giấu giếm, nhưng tỏ ra vẻ thiện tri thức. Vì ấy đều đắc pháp của bậc thượng nhân. Chúng mê hoặc những kẻ vô tri, khủng bố tinh thần của người khác bất cứ nơi nào họ đi qua, gia đình đó đều suy heo và lưu tán. Tay dạy các vị bích xu hãy tùy mỗi phương xứ mà đi thuốc thật để sẽ bỏ lòng tham về giúp thành tựu đạo Phật. Các vị bích xu không tự mình nấu thức ăn mà họ sống như vậy đến suốt cuộc đời du hành trong ba cõi. Nơi nào mà họ đi qua một lần thì sẽ không quay trở lại. Làm sao có những kẻ giải mặc y phục của ta mẹ để tự lợi buôn bán trong pháp của Như Lai và tạo đủ mọi nghiệp ác mà có thể là gọi Phật pháp chứ? Chúng hủy bán người xuất gia và nói rằng các vị bích xu để thọ giới cụ túc về đạo nhị thừa, và khiến cho vô lượng chúng sanh ngộ vật mê mẩn, rồi chính họ sĩ độ địa ngục vô sáng. Nếu các vị bích xu sau khi ta dược độ, nếu các vị bích xu phát tâm kiên quyết tuyệt đối về chánh định trước hình tượng của Như Lai, mẹ có thể thắp một mẹ có thể đã thắp một ngọn đèn ở trên thân, hoặc 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 đốt một ngón tay, hay thắp một miếng hương đàn ở trên thân. Ta nói người ấy cùng một lúc trẻ nở từ vô thủy. Ta nói người ấy cùng một lúc trẻ nở vô thủy. Tuy chưa có thể hiểu lập tức làm sao để đạt đến vô thượng, nhưng xác lập người ấy nếu quyết tâm để xác lập ở Phật pháp, ở phước tâm Phật pháp, để xác lập ở Phật pháp, để xác lập ở để xác lập ở Phật pháp. Khi ông dạy người phải chánh định tu hành, thì trước tiên hãy dạy họ đoạn trừ. Khi ông dạy người tu hành, trước tiên hãy dạy họ đoạn trừ
đồng trừ Phật đồng thì hãy dùng hãy dạy họ đồng trừ Phật pháp, hãy đồng dạy họ đồng hãy dạy khi ông dạy người tu hành chánh định thì hãy dạy họ đồng trừ đồng trừ trộm cắp, đồng trừ trộm cắp, đồng trừ phạm pháp. Đây là giáo huấn minh bạch quyết định thứ ba về thanh tịnh mà chư Thế Tôn ở quá khứ đã dạy, cho nên khánh hỷ những ai tu hành thiền định mà nếu không từ bỏ trộm cắp thì tự như có người muốn rót đầy ly nước vào một cái ly bị đủ, dù trải qua số kiếp nhiều nhiều vi tròn cũng không thốt cũng không bao giờ đầy ly. Nếu các vị bích sư không có dự vật gì ngoại trừ pháp ngoại trừ pháp y và bình bát, vì ấy có thể bố thí phần thức ăn thừa đi từ khúc thôi cho chúng sanh đang đói, vì ấy có thể vì ấy có thể chấp tay vì ấy có thể xin được chấp vì ấy có thể xin khách lễ chấp tay đảnh lễ trước đảnh lễ mọi người ở giữa đại chúng, vì ấy có thể xin được xưng dù tán bị người chửi mắng đánh đập, vì ấy thật sự sẽ bỏ thân tâm chia sẻ chia sẻ thân tâm mình để chữa với chúng sanh, vì ấy không bao giờ mang những lời dạy chẳng liệu nghĩa của Như Lai truyền dạy sai lầm cho những người sơ học, theo ấn chứng cho vị ấy sẽ thành tựu chánh định. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nó khác đi chính là mê thuyết. Này khánh hỷ, cho dù có những chúng sanh ở trong sáu đường đã hoàn toàn được khỏi ba nghiệp sát sanh dâm dục, xét sanh dâm dục và trộm cắp, nếu 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 phạm đại phòng ngữ thì chánh định của họ sẽ không định nếu thì nếu phạm đại phòng ngữ thì chánh định của họ sẽ không được thanh tịnh, sẽ bị mê trì kiến hoặc mê tình ái, sẽ đánh mất hạt giống để thành Phật, sẽ đánh mất hạt giống để sẽ đánh mất hạt giống để thành Phật, sẽ đánh mất hạt giống để thành Phật, sẽ đánh mất hạt giống để thành Phật. Họ nói rằng mình đã đắc nhưng thật chưa đắc, rằng mình đã chứng nhưng thật sự chưa chứng, hoặc vì muốn cho người đời tôn mình là đệ nhất, họ ở trước mọi người nói rằng nay mình đã đắc quả nhập lưu, quả bất hồn, quả nhập lai, quả nhập lai, quả nhập lai, quả bất hồn, quả nhập lai, đọc 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 về đọc giác quẻ ứng chân về đọc giác quẻ ứng chân về đọc giác quẻ ứng chân hay hoặc một hoặc hoặc một hoặc hoặc một hoặc hoặc một địa nào đó trong 10 địa hay một quẻ việt ngọc nào đó hay một quẻ lần trước của trước 10 địa của trước 10 địa của Bồ Tát trước 10 đời của người khác, vì lòng tham cúng dường khuyến khích mọi người lễ lại sám hối ở trước mình khuyến khích mọi người lễ lại sám hối trước mình, những kỹ đó hoàn toàn chẳng tin phép hủy sẽ chẳng tin phép hủy tiêu hủy hạt giống đến thành Phật, họ quý như cây cọ mà bị người lấy dao chặt đứt. Đức Phật dự ký những kỹ này sẽ vĩnh viễn không sẽ vĩnh viễn hủy diệt căn lành mà sẽ không thành tựu về sẽ không về sẽ không về sẽ không hồi phục về sẽ không bao giờ hồi phục chứng kiến hoặc họ sẽ trầm luân trong những khổ họ sẽ trầm luân trong đường của ba thống khổ hoặc về sẽ không về sẽ vĩnh viễn không thành tựu chánh định nhưng cho nên khi ông dạy người tu hành và chánh định nhưng nếu không từ bỏ đại phòng ngữ thì tự như có người rằng người lấy phân mình để nặng thành một biếu vương đàn mà mong mới tỏ mưu thấp thật không có được ấy, cho nên những gì cho nên khi ông dạy cho nên khánh hỷ nhật khi ông dạy người tu hành về thiền định nếu không từ bỏ đại phòng ngữ nếu không từ bỏ như khi ông dạy người chánh định tu hành khi ông dạy người chánh định tu hành và khi ông dạy người tu hành về chánh khi ông dạy người tu hành về chánh định thì hãy dạy họ đoạn trừ đại vọng ngữ. Đây là giáo huấn minh bạch quyết định thứ tư quyết định thứ tư về chánh
quyết định thứ tư về về quyết định thứ tư về thân tịnh mà chư bụt mà chư thế tôn một cái thứ đại dạy cho nên khánh phải những ai tu hành từ mình nếu không từ bỏ đạo vọng ngữ thì tựa như có người làm phân mình để nặng có người lấy phân mình để nặng thành một để nặng thành thì có một miếng hương đàn ông nó tỏa mùi thơm thật không có việc thật không có việc ấy. Đây dạy các vị bích xu rằng trực tâm là đạo tràng phải hoàn toàn không chút hương vị, phải hoàn toàn không chút hương vị của một không chút hương vị của mọi hành vi, không chút hương vị của mọi hành vi và không chút hương vị của mọi hành vi trong 40 nguy. Tại sao có người lại xưng rằng mình đã đắc pháp của bậc thượng nhân chứ? Việc đó giống như có kẻ bần cùng xưng mình là đế vương. Huống ắt sẽ chuốc cái chết, huống nữa xưng mình là huống nữa xưng mình là phép vương. Nếu lúc khởi đầu mà không chân thật thì kết quả sẽ chuốc lấy quanh co. Những ai mong Phật đạo thành tựu, những ai mong Phật đạo như thế thành tựu thì tự như người tự cắn rốn của mình. Chắc có ai mong điều đó sẽ thành sự thật chứ? Có ai mong Phật đạo thành chứ? Nếu các vị bích xu nếu các vị bích xu thân tâm nếu các vị bích xu thân tâm thẳng như sợi dây đàn và thân và hoàn toàn chân thật và chánh định, hoàn toàn chân thật và chánh định thì sẽ không gặp những việc của ma theo ấn chứng cho người ấy sẽ thành tựu quy giác chánh định. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác lên chính là mê thuyết.